Còn tại Bình Dương, lực lượng chức năng vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại của hai bé gái ngồi chơi trước nhà. Đối tượng bị bắt khi đang chuẩn bị ra tay gây thêm vụ cướp giật mới. Theo kết quả điều tra vào tháng 9 của năm 2022, để có tiền tiêu xài, Phan Văn Hào, 26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, đã lên kế hoạch cướp giật tài sản của người dân. Đến ngày 20 tháng 9, Hào đã sử dụng xe mô tô đi quanh các tuyến đường trên địa bàn xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để tìm con mồi. Sau khi phát hiện hai bé gái đang ngồi trước nhà sử dụng điện thoại, Hào đã tìm cách tiếp cận ra tay cướp giật hai điện thoại trên và nhanh chân rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera nhà dân ghi lại. Tại cơ quan công an, đối tượng Phan Văn Hào khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hào thừa nhận ngoài thực hiện vụ trên, đối tượng còn gây ra hai vụ cướp giật khác. Hiện các vụ việc đang được công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra làm rõ.